tinh tấn 12 tà định. Các con đã đọc xong đoạn 1. Cảm ơn Châu Nguyễn đã một bài. Cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin mời vị kế tiếp. Alo, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào thầy, kính chào các anh chị trong lớp học. Dạ, con xin đọc bài. Dạ, xin cảm ơn chị Metta, Châu Nguyễn, Nhung Phạm và Tina Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ, con xin đọc đoạn 2. Bà quỳ sát tín ri già ni khun ri yang so tin ri yang kha nin ri yang chiu pin ri yang ka yin ri yang ít thìn ri yang bu ri xin ri yang chi huy tin ri yang ma nin ri yang su khin ri yang đúc khin ri yang so manas xin ri yang đồ manas xin ri yang u bách khin ri yang sát thìn ri yang quy ri yin ri yang sát tin ri yang sa mắt tin ri yang bành nhìn ri yang anh nhành a nhành nhà nas a nhành nhà ta xà mì tin ri yang anh nhìn ri yang anh nhà ta quyền ri yang có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn, 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn, 9 tâm căn, 10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 ưu căn, 14 xả căn, 15 tín căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị tri đương tri căn, 21 dĩ tri căn và 22 cụ tri căn. Nawabala ni Ca ba lần quy ri gia ba lần sát thi ba lần sa mà thi ba lần bành nhà ba lần hi ri ba lần ốt tắp ba ba lần a hi ri ca ba lần a nốt tắp có 9 lực là 1 tín lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô tàm lực và 9 vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài. Xin mời Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, cảm ơn cô Hồng Nhung ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Sư Phước Sang. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào thầy kênh, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ. Cảm ơn cô Hồng Nhung, cô Metta, chị Châu Nguyễn, Nhung Phạm, chị Tina cho biết âm thanh tốt ạ. Dạ, con xin phép được đọc bài đoạn 3. Cảm ơn chị Châu Nguyễn cho bài. Chattaro athipati chandathipati viriyathipati chittathipati vimansathipati. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1 dục, 2 cần, 3 tâm và 4 thẩm. Chattaro ahara kabalika ro aro paso dutiyo manno sanche tanata tiyo vinyanang chatuthang. Có 4 loại vật thực là 1 đoàn thực, 2 xúc thực, 3 tư niệm thực và 4 thức thực. Inri Jesu Banetha Sota Bát Tinh Mắc Gành Mắc Gá Nhà Năng Anh Nhà Anh Nhân An Anh Nhà Tát Sà Mì Tinh Rí Dân Arahatap ba lành ba la nhà năng anh nhà ta quyền đi dặn mắt chê cha nhà na ti anh nhìn đi già ni ti ba bút chân ti chỉ uy tình đi dành
cha rupa rup rupa vát xê na rup quýt thằng hồn tị. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng chứng ngộ, có nghĩa lưu đà hườn đạo tuệ, vị chi đương chi căn tức dự lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A-la-hán quả, A-la-hán quả tuệ, cụ chi căn tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, dĩ chi căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ, đọc bài xong, con kính mời một vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin xuống mic. Con cảm ơn thầy kinh, cảm ơn sư Châu Nguyễn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, con kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào tinh và đạo tràng, con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 4, Văn Chắc Vinh Nha Nê Năng Gà Ni A Vi Ri Dê Su Pa La Ni A Hê Tu Kê Su Mắc Gàn Gà Ni Na La Phan Tí A Vi Chí Kít Chà Chí Tê E Cắt Cát Tà. Hoàng nát cắt chắc tí tuệ hề tu cắt lý hề chắc quát nê xuê quát chắc thà xâm phát hoàng á thi phát tí ê cô quát lắp phát tí. Các thức không thể trong các tâm không tinh nghi không thể tìm được, trong các vô nhân tâm cũng vậy, trong nghi tâm nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực. Trong bốn tăng thượng dục cần tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hề thu pan cha cha nan ga mắc gan ga na wa wat thu tu so las in ri yat tham ma cha pa la tham ma na we ri ta ta ro thi pat ti vut ta ta ha ra ti sat ta tha ku sat la ti sang ti sam ma kin no vut to mi sang ga ho. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Thế ấy có 4 yếu tố ưu thể, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong bảy phương thiện và bất thiện. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, tu nữ, kính tri ân thầy và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Alo, 1234, 1234, có nghe rõ không ạ? À, dạ, cảm ơn Sách Châu Nguyễn, cảm ơn quý vị, dạ, kính ơn cô Pháp Môn Độc Cai, cô Nhung Phạm. Dạ, Đạo Huynh cũng đang lái xe, thành tưởng là rất tiếc là bữa nay không có đọc bài được, dạ. Cũng xin kính lễ cao ba ngôi Tam Bảo, kính lễ các quý sư, quý cô tu nữ. À, kính chào ông thầy, nhưng mà rất tiếc là sợ không có giống như Chu Bá Thông, không có phần tầm gì dùng được lấy xe mà giờ đọc bài này nguy hiểm lắm. Thầy tưởng là chỉ xin thính pháp thôi nha. Dạ, thôi là chúc sư, chúc thầy trò cứ đàm đạo mà diệu pháp cho đạo huynh dễ kế chứ hả. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ, thưa con Châu Nguyễn. Dạ, con xin kính lãnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính lãnh lễ sư Phước Sang. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp.
Dạ con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú huynh đạo huynh nha. Dạ. Tại tưởng huynh đọc được tên post bài để cho huynh đọc. Dạ thưa con xin phép được đọc bài ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Misaka Sangaho tác yếu những hỗn hợp pháp đoạn 1. Misaka Sangahe chá hề tú lô vô đồn hồ á lô vô á đồ sô ô hồ. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1 tham, 2 sân, 3 si, 4 vô tham, 5 vô sân và 6 vô si. Sat ta cha nan ga ni quy tắc cô quý cha ro bi tí so mana sang e gat gat ta đồ mana sang u bách kha. Có 7 chi thiền là 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, ưu và 7 xã. Đà đá sa mắt gần gà ní sàm mà đích thí sàm mà sàn cấp bộ sàm mà hòa trà sàm mà cầm mần tô sàm mà trì vô sàm mà hòa già mô sàm mà sá tí sàm mà sàm mà thí mít trà đích thí mít trà sàn cấp bộ mít trà hòa già mô mít trà sàm mà thí. Có 12 chi đạo là 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Dạ thưa con đã đọc xong, dạ con kính tri ân thầy, dạ con kính tri ân đạo tràng. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại cho đạo tràng à. Dạ con kính mời cô Meta đọc lại một lần nữa ha cô ha. Dạ con kính nhân mic cho cô ạ. À. Dạ nam mô Bụt Tha dạ nam mô Tham Ma dạ nam mô Sang Kha dạ. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn, Tiên A Nguyễn, cô Kim Nhung. Dạ Phật Mô Đạo Ca cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ con xin đọc phần thứ hai, đoạn thứ hai. Đoạn hai. Ba quy sát tinh rí gia ni chắc khun rí văn sô tin rí văn ga nin rí văn chiêu hình rí văn ca yin rí văn ít thiên rí văn bú rí xin rí văn trì quý tin rí văn ma nin rí văn su khin rí văn đúc khin rí văn sô ma nát xin rí văn đồ ma nát xin rí văn ô bách khin rí văn sát thiên rí văn quý rí dìn rí văn sát tên rí văn sa mà thiên rí văn bành nhìn rí văn a nành nhà tát xà mi tên rí văn anh nhìn rí văn anh nhà ta quên rí văn. Có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1. Nhãn căn, 2. Nhị căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệp căn, 5. Thân căn, 6. Nữ căn, 7. Nam căn, 8. Mạng căn, 9. Tâm căn, 10. Lạc căn, 11. Khổ căn, 12. Hỷ căn, 13. U căn, 14. Xả căn, 15. Tính căn, 16. Tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị tri đương tri căn, 21 dĩ tri căn và 22 cụ tri căn. Na wa ba la ni sát tha ba la, quý ri ya ba la, sa ti ba la, sa ma thi ba la, ban nha ba la, hi ri ba la, ốt tắp ba ba lăng, á hí rí ca ba lăng, ốt nắp ốt á nốt tắp ba ba lăng. Có 9 lực là 1. Tính lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm, 4. Định lực, 5. Tuệ lực, 6. Tàm lực, 7. Quý lực,
8 vô tạm lực, 9 vô quý lực. Con đã đọc xong đoạn 2. Cảm ơn Châu Nguyễn bút bài, cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin phép được đọc tiếp ạ. Con xin chào Nguyễn Trường, xin bài. Dạ, cảm ơn cô Meta. Siết hạnh kiểm ra tay ạ. Thế để con xin xuống mất mời siết hạnh kiểm trước đi ạ. Để con, rồi con vào sau. Dạ. Dạ, mời hạnh kiểm và hạnh kiểm hôm nay em xin, con xin đọc tiếp ạ. Đoạn 3. Chattaro athipati chanda thipati viriya thipati chitta thipati vimang sa thipati. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1 dục, 2 cần, 3 tâm và 4 thẩm. Chattaro ahara Kabalika ro aharo Faso dutiyo mano sanche tana tatiyo Vinyanang chatut thằng. Có 4 loại vật thực là 1 đoàn thực, 2 xúc thực, 3 tư niệm thực và 4 thức thực. Inriye subanethaso tapati mak ga nhà nàng an nàng nhà ta xà mì tìn ri dần arahata pha la nhà nàng anh nhà ta quyền ri dần mách chề trà nhà nà ni anh nhìn ri già nì ti ba vu cha ti chỉ quy tìn ri dần cha rù và rù ba quá xề na đu quy hằng hồ ti. Bây giờ, trong những căn ý tưởng, ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà quần đạo tệ, vị tri đương tri căn, tức vị dự lưu đạo trí, căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là A-la-hán quả tuệ, cụ tri căn, tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, dĩ tri căn, tức là mạng, tức là sáu trí, mạng căn gồm hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, xin mời kiểm ạ. Con kính tri ân thầy. Cảm ơn Trung Nguyễn đã bốt bài. Dạ, Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật. Con kính đảnh lễ ân Đức Pháp. Con kính đảnh lễ ân Đức Tăng. Dạ, con kính chào thầy kinh. Dạ, con kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, em ạ. Con chưa đọc lần nào, nếu con có đọc sai chính tả, xin thầy và đạo tràng sửa cho con ạ. Dạ, con xin đọc đoạn 4. Bành chắc huynh nhà nề su trà nằm gà ni a quy đi về su bát là ni e ni a hề tu kề su mắt gần gà ni nắp lắp phần tê ta thà quy chi kít trà chít tề ê cắt gà tà mắt ghiền đi gà ba la phà hoàng na gắt cha ti điệu cha ti quyều hề tu cà ti hề tu ca cha quạ tu ca cha quạ nệ. Dạ con đọc lại. Điều hề tu ca ti hề tu ca cha quạ nệ
con đọc sai chỗ này. Túc đa cha qua mét về qua gia thà sầm phát hoàng Athibati e go wala pati. Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm. Cũng vậy, trong nghi tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực. Trong bốn tăng thượng, dục, cần, tâm, thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần. Tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hề tu bành cha trà nành gà mắt gành gà nát hoa quách thu tù sổ la xìn đi gia thầm mà cha ba la thầm mà na quệ đi tà chắc tà rồ thi ba ti vút tà ta thà hà ra ti sát ta thà cú sa la đi sa ma kin no vít tô mít cha ca sẵn ra hồ. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy, có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đọc hết ạ. Dạ. Dạ con xin trả mít lễ cho đạo tràng. Dạ xin cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ con chút thời gian cho con xin được đọc lại một lần một đoạn với bạn ạ. Mình sẽ trồng nhận cho bài. Cảm ơn cô Kim Nhung. Cảm ơn cô Meta cho biết tín hiệu âm thanh tốt. Đã. Cảm ơn chị Tina. Mitsaka Sangha Hồ tất yếu những hỗn hợp pháp đoạn 1. Mitsaka Sangha Hề Cha Hề Tu Lô Pô Đô Sô Mô Hô A Lô Pô A Đô Sô A Mô Hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1 tham, 2 sân, 3 si, 4 vô tham, 5 vô sân và 6 vô si. Sát ta hà năng na ni gà ni quýt ta cô quýt trà rô pi ti sô mát nát sẵn sô mát nát sẵn ê các ca ta đô mát nát sẵn úp bếch khá. Có 7 chi thiền là 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, 6 ư và 7 xã. Đoà đa ma đoà đa sa mắc gần gà ni sầm ma đít thi sầm ma sân cắp bồ sầm ma qua cha sầm ma cầm mân tô sầm ma chi vô sầm ma qua gia mô sầm ma sa ti sầm ma sầm ma thi mích cha đít thi mích cha sân cắp bồ mích cha qua gia mô mích cha samathi. Có 12 chi đạo là 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định và 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Dạ con đã đọc bài xong, con xin xuống mic mời đạo tràng. Dạ, con cảm ơn thầy, cảm ơn Sít Châu Nguyễn, cảm ơn cô Meta.
Dạ, Nam Mô Bức Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa Thầy, đã đến giờ vào lớp, dạ con kính mời Thầy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, tại vì cũng đã đến giờ, thưa Thầy, nên con sẽ không có post bài đọc tiếp ạ. Dạ, con kính dâng mic cho Thầy, dạ con cảm ơn Đạo Tràng ạ. Sao hữu. Rồi, bây giờ mình tới phần 2. Đố vui có thưởng không? Tranh thủ nha, ai quán quân của nay nha. Rồi, câu số 1. Nhân tham, nhân sân, nhân si. Nhân tham, nhân sân, nhân si có mặt trong tâm nào? Rồi, dễ ủi ha. Rồi, tranh thủ nha. Rồi, mời có ta xa, lâu xa, lâu. Dạ, Nam Mô Bố Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bảo cô tu nữ. Dạ, con kính chào Thầy, con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con xin trả lời câu hỏi số 1, con xin đọc lại. Nhân tham, nhân sân, nhân si có mặt trong tâm nào? Dạ, thưa Thầy, ba nhân này là ba nhân bất thiện thì nó có ở trong các tâm bất thiện, đó là 12 tâm, gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Dạ, con xin trả lời như vậy, không biết đúng không, con xin trả máy cho Thầy. Vậy thôi hả? Rồi, mời tiếp. Pháp Ngừa Lào Cai làm cho xâm tử chứ ai. China, rồi mời China. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà quý cô tiên nữ, con kính chào Đạo Tràng, con kính chào Thầy. Con xin phép được trả lời. Nhân tham, nhân sân, nhân si có mặt trong tâm nào? Dạ thưa, nhân tham thì có mặt trong 8 tâm tham, nhân si thì có mặt trong, xin hỏi, nhân tham thì có mặt trong 8 tâm tham, nhân sân thì có mặt trong 2 tâm sân, và nhân si thì có mặt trong 12 tâm bất thiện. Dạ con xin hết, con có sai xin Thầy sửa giùm cho con ạ. Xà thứ giỏi vậy ta. Xà thứ 10 điểm. Cô với ta chưa nói vô được chi pháp nha. Nhân tham thì có mặt trong 8 tham, nhân sân 2 tâm sân ha. Nhân si thì có mặt trong 12 tâm bất thiện luôn ha. Rồi, thì là 10 điểm ha. Rồi, câu số 2. Nhân tham hiện hữu nơi nào? Nhân tham hiện hữu nơi nào thì cả hai nhân sân và nhân si đều có mặt, phải chăng? Nhân tham hiện hữu nơi nào thì cả hai nhân sân và nhân si đều có mặt, phải chăng? Rồi, dễ ui ha, mà cô mấy ta lên gỡ giống ngay. Rồi, xin mời quý vị. Dạ,
Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được trả lời câu này. Nhân tham hiện hữu nơi nào thì cả hai nhân sân và si đều có mặt phải chăng? Dạ thưa, trong cái nhân tham á, thì chỉ có dạ thưa, cái tham, nhân tham, nhân tham thì chỉ đi với nhân sân thôi. Chứ không, nhân tham chỉ có đi với nhân sân, và nhân sân thì chỉ đi với nhân si, còn si thì đi một mình nó. Thành ra cái câu này là nhân tham hiện hữu nơi nào thì có hai nhân sân và nhân si đều có mặt, thì chỉ là không đúng, chỉ có nhân tham đi với nhân sân thôi ạ. Dạ con xin hết. Rồi, lãnh hai chứ không dịch ha. Hai chứ dịch luộc ăn đỡ. Mời con mấy ta. Cho con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa thầy, con xin trả lời câu hỏi số 2. Nhân tham hiện hữu nơi nào thì cả hai nhân sân và si đều có mặt phải chăng? Dạ, không phải như vậy thầy. Dạ, khi mà nhân tham nó hiện hữu thì sẽ có nhân si, bởi vì nó đi cùng với cái nhóm si phận, chứ không có nhân sân đi theo nhân tham. Dạ, con xin trả lời như vậy thầy. Mỗi khi mà nhân tham nó hiện hữu thì tất nhiên là có nhân si, bị gì nó thuộc, nó đồng sanh với cái nhân si, chứ không có nhân sân đi cùng ở trong tâm tham thầy. Dạ con xin trả lời như vậy thầy. Dạ con xin trả mít cho thầy. Xà thứ, xà thứ, chính xác ha. À, nhân tham chỉ đi với nhân si chứ không đi với nhân sân nha. Tina nói lộn nha, nói nhân tham đi nhân sân người tật ha. Rồi xà thứ cô với ta 10 điểm, xà thứ, xà thứ. Rồi câu số 3. Nhân si không hiện hữu. Nhân si không hiện hữu. Khi nào có nhân sân hiện hữu phải chăng? Nhân si không hiện hữu khi nào có nhân sân không hiện hữu. Rồi đúng rồi, câu này dễ ổi ha. Rồi mời quý vị nha.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn cô Thi Na, Nhung Phạm và Châu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ con xin trả lời tiếp câu số 3 thầy. Nhân si không hiện hữu, khi nào có nhân sân hiện hữu phải chăng? Dạ con thấy câu này không đúng thầy. Bởi vì cái nhân si đó thì nó có mặt trong 12 tâm bất thiện. Thì nhân như vậy khi nào mà nhân sân nó hiện hữu thì có nhân si cũng hiện hữu thầy. Chứ không phải là không hiện hữu. Dạ con xin trả máy cho thầy. Xa thú, xa thú, hay quá ta. Xa thú, rồi phải ta 10 điểm nữa, 10 điểm nữa, 2 chồng ha. Xa thú. Rồi, 2 phổ biển của chương trình ha. Rồi, câu số 4. Câu số 4 ha, đúng rồi, câu số 4. Nhân vô tham, vô sân. Nhân vô tham vô sân chỉ xuất hiện khi nào? Nhân vô tham vô sân chỉ xuất hiện khi nào? Những loại tâm hợp trí không có mặt, phải chăng? Nhân vô tham vô sân chỉ xuất hiện khi nào? Những loại tâm hợp trí không có mặt, phải chăng? Rồi, đúng không? Rồi, xin mời. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô, tư nữ, con kính chào thầy và đạo tràng. Câu số 4, nhân vô tham, vô sân chỉ xuất hiện khi nào những loại tâm hợp trí không có mặt, phải không? Dạ, cái nhân vô tham và vô sân này á, là nó phải có mặt hết trong cái hợp trí và ly trí. Dạ. Thành ra cái câu này thì nhân vô tham vô sân chỉ xuất hiện khi nào những tâm hợp trí không có mặt, có phải chăng thì là sai. Vì nhân vô tham và vô sân có mặt cả hợp trí và ly trí, thưa thầy. Dạ, thưa có sai con ăn cứng nữa. Đúng rồi quý vị, đúng không? Tina nói vậy đúng không quý vị? Rồi, xà thứ, xà thứ, chính xác, giỏi quá vậy ta, hay quá. Vô tham vô sân là hai nhân của thuộc về tình hảo tiến hành, không có mặt trong tất cả các tâm tình hảo, lì trí hợp trí gì cũng có. Rồi, xà thứ, xà thứ. Câu số 5. Có vô tham thì không có vô si. Có vô tham thì không có vô si. Có vô si thì không có vô sân, phải chăng? Có vô tham thì không có vô si, phải có vô si thì không có vô sân, phải chăng? Rồi, vậy ổn ha. Rồi, xin mời quý vị.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Tina, cảm ơn Nhung Phạm, cảm ơn cô Quang Thành, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, con thấy đạo tràng im quá, con xin trả lời câu hỏi tiếp theo. Đó là câu hỏi số 5. Dạ, con xin đọc lại. Có vô tham thì không có vô si. Có vô si thì không có vô sân, phải chăng? Thưa Thầy, theo câu này thì con thấy cái vế thứ nhất á, có vô tham thì không có vô si. Thì nếu là ở trong các tâm thuộc tịnh hảo á, thì khi có vô tham thì ở trong những cái tâm mà ly trí thì có thể là có vô tham mà không có vô si. Còn cái vế thứ hai là có vô si thì không có vô sân, phải chăng? Và cái vế này thì con thấy là không đúng thầy. Bởi vì khi mà đã có vô si rồi á, thì chắc chắn là có vô sân. Và ngoài ra, trong các tâm tịnh hảo thì hãy có vô si rồi, thì chắc chắn là phải có vô tham và vô sân ở phía trước trong cái những cái tâm mà hợp trí. Thì có vô si thì sẽ có vô tham và cả vô sân. Đây là con nói về những cái tâm mà tịnh hảo. Dạ, con nói như vậy không biết có đúng không? Con xin trả máy cho thầy. Đúng không quý vị? Alo, cho điểm đi. Ai biết cho điểm coi. Là thứ xà thứ cụ với ta giỏi quá mà. Có vô tham thì không có vô si. Này chỉ có trường hợp ở tâm ly trí ha, còn tâm hợp trí vẫn có vô si rồi ha. Có vô si thì không có vô sân mà chặt ha, có vô si thì có vô tham cả vô sân luôn ha. Còn ta quá giỏi, xà thử 10 điểm nữa là của ta bao nhiêu, là 30 điểm nữa với Châu Nguyễn. Của ta 30 nữa, hôm nay pháp nguồn Lào Cai không có điểm nào ha. Rồi, câu số cuối cùng, câu số 6. Câu số 6. Khi nhân vô si xuất hiện, khi nhân vô si xuất hiện thì toàn bộ, thì nhân nó mất tiêu rồi, thư ký chạy ra rồi. Thì nhân vô si xuất hiện thì toàn bộ năm nhân còn lại, thì toàn bộ năm nhân còn lại phải biến mất, phải chăng? Rồi, rồi, câu này mời quý vị nhanh tay nha, kiếm điểm nha, xin xuống mic.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Trung Nguyễn. Dạ, cảm ơn Nhung Phạm. Cảm ơn cô Tina, cảm ơn Hoàng Thành. Dạ, cho biết đã nghe được âm thanh của con rõ. Dạ, con kính chào thầy, kính chào quý vị trong đạo tràng. Dạ, con thấy đạo tràng cũng im lặng quá, thôi con xin trả lời tiếp câu số 6 ạ. Dạ, con xin đọc. Khi nhân vô si xuất hiện thì toàn bộ năm nhân còn lại phải biến mất, phải chăng? Dạ, đây thì chắc có lẽ thầy cũng hỏi trong cái phần mà tâm tịnh hảo. Thì trong cái tâm tịnh hảo thì nó có ba cái nhân là vô tham, vô sân và vô si. Rồi thầy hỏi thêm là ba cái nhân nhân bất thiện đó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Thầy hỏi là khi nào mà nhân vô si, có nghĩa là khi mà cái nhân si nó xuất hiện. Dạ không, thầy hỏi là nhân vô si, tất nhiên là nó là cái nhân thiện. Nó nằm trong ba cái nhân thiện là vô tham, vô sân và vô si. Mà khi cái nhân vô si nó xuất hiện, thì thầy hỏi là toàn bộ năm nhân kia, đó là các nhân bất thiện và cả hai nhân vô tham và vô sân đều biến mất phải chăng? Thì con hiểu cái câu hỏi của thầy là như vậy. Thì con thấy là ở đây khi mà cái vô si nó xuất hiện rồi, tất nhiên thì cái phần bất thiện là không có rồi. Vô si mà xuất hiện thì là vô tham, vô sân, là và tham, sân và si đã không có rồi. Rồi còn lại hai nhân vô tham và vô sân cũng không có luôn thầy. Như vậy là trong các tâm tịnh hảo mà khi mà có được cái tâm vô si rồi thì vô tham và vô sân cũng mất luôn thầy. Thì chỉ còn lại là, và không phải mất, con nói lộn, là khi mà trong các tâm tịnh hảo vô si nó xuất hiện thì con nghĩ là tâm vô tham và vô si nó không có nữa thầy. Dạ con nói lộn thầy, để con nói lại, lộn cộng quá. Dạ nếu trong tịnh hảo khi vô si mà nó xuất hiện á, thì thì hai cái tâm vô tham và vô sân có thể có thầy. Đó là trong những cái tâm mà nó ly trí, nó chưa có vô si, thì vô tham và vô sân cũng còn, chứ không phải là mất đi hết thầy. Dạ con suy nghĩ như vậy, không biết có đúng không thưa thầy. Thầy phải vô si xuất hiện. Dạ con nghĩ chắc lòng cộng quá không đúng rồi. Để con suy nghĩ lại cái câu trả lời. Con đọc lại lần nữa.
Khi nhân vô si xuất hiện thì toàn bộ năm nhân còn lại phải biến mất, phải chăng? Dạ. Con xin trả lời lại đi thầy. Dạ. Khi nhân vô si xuất hiện thì toàn bộ năm nhân còn lại phải biến mất, phải chăng? Trong trường hợp mà vô si xuất hiện thì các tâm bất thiện như là vô tham, dạ không, khi mà vô si xuất hiện thì dĩ nhiên là các tâm bất thiện cũng mất đi rồi, tâm tham, tâm sân và kể cả tâm si, bởi vì tâm si xuất hiện thì hai cái tâm kia là tâm tham và tâm sân cũng không có thầy. Bởi vì tâm si này, tâm nhân vô si này, nó xuất hiện thì hai cái tâm tham và sân á không còn nữa. Còn thầy nói là khi nhân vô si xuất hiện thì toàn bộ năm cái nhân đều biến mất hết, phải chăng? Thì trong các tâm tịnh hảo á, thì khi mà không có cái tâm, khi mà đã có cái tâm vô si rồi thì còn lại có thể là tâm vô tham và vô sân còn lại trong tâm tịnh hảo, trong những cái tâm mà ly trí. Dạ, con xin trả lời như vậy, không biết có đúng không, thì con xin trả máy lại cho thầy. lấn quấn rồi nói tùm lum rồi. Suy nghĩ kỹ chút xíu nữa là đoạt giải quán quân rồi. Chút xíu nữa là đoạt giải quán quân rồi, bị bối rối rung. Bình tĩnh lại cô với ta, bình tĩnh chưa, là nói lại lần nữa cho cô nói bình tĩnh nha, nói từ từ, nói rõ ràng từ từ, đâu ra nói đàng hoàng, phân tích rõ ràng chút xíu nữa đoạt giải nha. Rồi lên nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tâm Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con cũng công nhận là con cũng hơi mất bình tĩnh. Không biết tại sao mà con mất bình tĩnh. Dạ, con xin trả lời lại. Khi nhân vô si xuất hiện thì toàn bộ năm nhân còn lại phải biến mất, phải chăng? Thôi, con xin trả lời lại là khi mà vô si nó xuất hiện thì tất cả năm cái nhân kia là ba nhân bất thiện, đó là vô tham, đó là tham sân si và cả vô tham vô sân. Và có cái tâm vô si rồi, có cái nhân vô si rồi, thì trong các cái tâm tịnh hảo cũng đều có ba cái nhân thiện, đó là vô tham, vô sân và vô si. Và con xin trả lời như vậy thầy. Trả lời đức hạnh khúc, thiếu khúc nữa.
lên nói lại lần nữa cho chúng lần nữa coi chúng rồi đó, nhưng mà nói thêm lần nữa cho nó chính xác luôn, lấy giải quán quân được con lần nha. Có lên có lên, gần gần hết, gần xong rồi đứt hạnh phúc rồi. Rồi mời cô. Dạ con xin trả lời lại thầy. Dạ, con xin đọc lại kỹ càng. Khi nhân vô si xuất hiện thì toàn bộ năm nhân còn lại phải biến mất phải chăng? Và khi mà cái nhân vô si nó xuất hiện thì ba cái nhân bất thiện đó là tham sân si thì không còn nữa thầy. Rồi về các tâm tịnh hảo thì khi vô si mà xuất hiện thì hai cái tâm thiện là vô tham vô sân cũng như vô si cũng đều mất luôn hết thầy. Bởi vì cái vô si mà nó có mặt rồi, nó xuất hiện rồi thì hai cái tâm vô tham và vô sân cũng không còn nữa luôn. Dạ, như vậy thì coi như là khi mà vô si nó xuất hiện thì toàn bộ sáu cái nhân bất thiện cũng như là nhân thiện không phải là không có mặt, nhưng mà ở trong cái tâm tịnh hảo thì vô si xuất hiện thì coi như cả ba nhân thiện vô tham vô sân và vô si đều có mặt đó, tất nhiên là ở trong các tâm mà hợp trí thầy. Dạ con xin trả lời như vậy. Ủa, nói tùm lum bây giờ biết được đâu đã rồi, lúc không rồi lúc có, lúc có lúc không. Dạ, cái này căng ha. Lúc cô nói có lúc lại nói thì trúng, lúc nói thì không trúng, nó ngược nhau hết trơn. Cô bình tĩnh lại chứ, cho con cơ hội cuối cùng nha, đặt nữa thôi nha, bình tĩnh lại. Hít thở sâu vô, hít sâu phải ba, hít sâu phải ba. Từ 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 bình tĩnh nói phân biệt rõ ràng nhân nào bất thiện nhân thiện sao sao. Hít sâu vô thở ra lấy bình tĩnh. Được chưa? Rồi, lên lại đi con. Được rồi đó, bình tĩnh rồi đó. Một xíu nữa là chúng rồi. Dạ, không xin trả lời lại. Khi nhân vô si xuất hiện thì toàn bộ năm nhân còn lại phải biến mất, phải chăng? Dạ, về trường hợp mà khi nhân nó vô si nó xuất hiện thì ba cái nhân bất thiện đó là vô tham, vô sân và vô si thì nó không còn nữa thầy. Còn trường hợp ở cái tâm mà tịnh hảo thì khi vô si xuất hiện thì ba cái nhân thiện đó là vô tham, vô sân và vô si và hai cái nhân vô tham và vô sân nó cũng vẫn còn khi mà vô si xuất hiện, bởi vì đó là những cái tâm ly trí thì thiếu vô si thôi. Chứ hai cái vô tham và vô sân nó vẫn còn thầy, trong các tâm tịnh hảo ly trí. Dạ thôi con xin trả lời như vậy, nếu không đúng nữa thì thôi. Dạ con xin mời quý vị khác. Dạ con xin thầy bổ sung. Uổng quá rồi, cô lính quýnh rồi nói lát rối rồi ha, bị rối rồi, rối trí ha. Đâu cho Nguyễn lên nha, nói rõ ràng coi
Cho cô mấy ta bình tĩnh lại coi, cho Nguyễn lên nói coi. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ tại cô mấy ta hơi bị rối thôi thầy, chứ cô cái ý của cô ban đầu là đúng á thầy, nói một hồi nó lần quần thôi. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ à, trong câu số 6, khi nhân vô si xuất hiện thì toàn bộ năm nhân còn lại phải biến mất phải chăng? Dạ thưa thầy, câu này là không nên nói thế, vì à, khi nhân vô si xuất hiện thì chắc chắn ba nhân bất thiện là tham sân si đã biến mất, nhưng nhân vô hai cái nhân thiện còn lại là vô sân, vô tham và vô sân thì vẫn có xuất hiện trong các tâm, nếu như trong cái tâm ly, trong tâm ly trí thì là nhân, trong tâm ly trí thì là mất hoàn, trong trong tâm ly trí thì khoan, còn hai nhân đó vẫn còn chứ thầy. Trong cái tâm tịnh hảo thì hai cái nhân thiện vẫn khoan, từ từ thầy ơi, thầy đừng có cười. Nhân vô, toàn bộ năm nhân còn lại phải biến mất. Dạ không đúng thầy, con nhân vô si xuất hiện thì còn chỉ có ba nhân bất thiện biến mất thôi, còn hai nhân thiện đồng sanh với lại nhân vô si vẫn có, là nhân vô tham và nhân vô sân. À đúng rồi. Dạ đúng rồi thầy. Không phải nó cùng một lúc năm nhân à. Dạ, là con xin phép xuống mic à. Con nói một hồi là con sẽ bị lòng vòng tiếp. Có câu hỏi vậy, vậy ủi nó dòng do tạo quên nói lát rối nùi lên tiền. Hiểu quý vị hiểu chưa, quý vị hiểu chưa, nhân vô si xuất hiện thì đâu phải năm nhân biến mất ha, chỉ có ba nhân thôi, tham sân si vô nhân, tham nhân sân si biến mất rồi, còn vô tham vô sân có mặt chứ sao mà không có mặt được. Nói nguyên nhóm thiện bình thảo, vô tham vô sân là bình thảo biến hành ha. Nói lát quýu nói tôm luôn là. Mấy giờ này, 3 giờ 42 giờ. Tao có tay giờ tay đâu, tao thấy đâu. À rồi đâu, đâu có tao muốn nói gì, mời cô ta, cô ta hiểu chưa, hiểu câu này chưa. À, xin mời cô. Không thấy chắc cái của người sao lộn vậy. Cô ta có hiểu câu nói chưa, cô ta của ta có nghe không? Rồi chắc bị mic bị gì rồi. Cô mít ta 30 điểm hả? Rồi xà thứ rồi, cô ta cũng quán quân luôn rồi, đọc quán quân luôn hả? Xa xử. Cô ta có nghe không vậy hả? Cô ta có nghe không? Đêm ru.
là đúng đúng đầu đúng đúng luôn đúng. Còn câu hỏi nữa có một câu này vui vui mà hôm qua đố rồi, qua đố rồi mà bây giờ ai biết thì ngồi yên nha, đừng 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 lên nói nha. Câu này tại nhiều người thắc mắc lắm mà không ai giải thích được hết. Hôm qua có đố rung nguyên như kỳ duyên rồi. Giờ đố một câu ha. Ai biết biết nhớ đừng đừng lên nha. Ủa hết giờ chưa? Chưa mà chưa. Gà có trước hay là trứng gà có trước? Con gà có trước nào có sao? Người ta hay thắc mắc gà có trước hay trứng gà có trước? Rồi ai quý vị mời ai ai qua biết giải đáp là đừng nói nha. Đừng cho vui ha. Dạ thưa con, con thấy rùm im ắng quá và dạ, con lên con chỉ xin đọc câu hỏi thôi chứ con không có trả lời tại thầy không có cho ạ. Dạ con cảm ơn cô Meta đã cho con biết tín hiệu. Dạ câu số 7, con gà có trước hay trứng gà có... Dạ câu này hôm qua chắc hình như cũng hết 20 phút với thầy. Cô Meta ơi, cô Meta à thôi sếp phát nguồn Lào Cai đi sếp, tại vì hôm bữa giờ mà thầy cứ nhờ sếp là mua trứng sỉ ở trên 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 núi Phan Xi Păng gì đó, cho nên nhờ nhờ sếp sếp lên sếp trả lời câu này đi, mở hàng đi sếp. Hồi nãy giờ à dạ tại nãy giờ cô Meta là quán quân rồi. Dạ dạ sa thú cô, dạ con thấy bàn tay của cô, con dâng mic cho cô ạ. À. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được không? Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Quang Thanh, Tina cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, theo con thì con thấy là thầy hỏi là con gà có trước hay trứng gà có trước? Thì theo con thì con thấy con nhìn ở thực tế thì con thấy con gà, có con gà thì nó mới đẻ ra trứng, rồi trứng nó mới nở ra con. Thì như vậy là con gà phải có trước. Nhưng mà con có suy nghĩ là từ đâu mà có con gà thì phải có cái trứng.
rồi mới nở ra con gà. Thì như vậy là lúc đầu thì con gà có trước, rồi nếu suy nghĩ như cái ý sau á, thì có thấy là cái trứng phải có trước. Thì như vậy rồi cứ trả lời lòng vòng là con gà có trước, rồi trứng có trước. Thì giờ con cũng không biết cái nào có trước. À, thôi con xin trả lời cho con mời quý vị khác ạ. Thế con thấy là cái vòng lẫn quẩn với con gà có trước, rồi đẻ ra trứng, rồi trứng nở ra con. À, rồi như vậy là cái trứng phải có trước, rồi mới có con gà sau. Thôi giờ con xin trả lời cho đạo tràng ạ. Dạ, con kính đến lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đến lễ các quý sư và quý cô tu nữ, con kính chào thầy kinh, con kính chào cả lớp. Dạ, thưa thầy, người con giúp vui thôi. Theo á, quan điểm á, nếu người nào mới có nó, nếu mà nói quan điểm là hiện tại á, nếu mà người nào có nuôi gà đó, thì nó nuôi gà thì đương nhiên á, con gà phải đẻ nó có gà trước thì nó mới có trứng. Còn nếu mà cái người kia nó mua trứng á, thì nó mua trứng về á, nó cũng phải cần con gà nó ấp cái trứng. Thì nói đi nói lại, nếu mà quan điểm á, người nào có gà trước á, không? Thì nó có gà, thì nó có gà, thì nó hai con với nhau thì nó mới ấp. Ấp thì nó mới ra trứng, thì gà nó có trước. À, thì gà có trước thì trứng mới có sau. Còn nếu mà quan điểm mà cái người kia đó họ không có muốn mua gà mà họ mua trứng. Họ mua trứng xong và họ đem đến nhà trứng mà mới ra đó, họ trứng họ muốn có con gà thì để họ lại nhờ người con gà nó ấp dùm. Thì nếu mà quan điểm đó, thì con gà thì cái trứng người đó có trước và xong nó đẻ ra con gà. Thì nếu mà nói đúng đến thời này là như vậy, đúng luôn á, con nói thiệt đúng luôn đó. Nếu mà con người mà có gà và trống gà mái đó, thì nó có trước nhá, thì đương nhiên nó phải cái này là nói thiệt nha, nó có gà mái và có gà trước thì đương nhiên gà nó có trứng thì nó có trứng. Nhưng mà người nào nó thấy có trứng, nó là trứng nào nó có trứng rồi á, thì nó mua trứng mà trứng này nó có thể còn ấp được á, thì nó có trứng trước thì nó đem lại con gà nào, con gà mái hay con gà nào cho ấp dùng. Thì đương nhiên nó có trứng trước thì đưa xong, có trứng trước thì ấp xong thì con gà sinh ra. Thì theo quan điểm gà có trước thì trứng có sau. Rồi con xin sủng bích giúp vui thôi. Dạ thưa, dạ Huynh Đạo Huynh ơi, cho em hỏi Huynh có trả lời được câu hỏi này không Huynh? Vừa lái xe vừa trả lời được không ạ? Dạ em xin đọc anh khỏi nhìn nha. Dạ thầy đưa ra câu hỏi là con gà có trước hay trứng gà có trước à? Dạ cái này chắc chỉ có Huynh mới đáp lại nổi câu của thầy thôi. Dạ nếu như Huynh cầm mic được thì kính dừng mic cho Huynh nha. Dạ sa thú ạ. Dạ không thấy đạo huynh vào, dạ con thử trả lời câu này chút cho nó vui vui. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn, Sitina. Dạ thưa thầy thì theo con thì chắc chắn là con gà có trước thì mới có quả trứng rồi. Bởi vì là nếu mà có một quả trứng không thì nó cũng không thể nở ra con gà được. Vì là nó cần cũng phải có trống ấy, con gà trống nữa thì nó phải có đầy đủ trống mái thì nó mới có được cái quả trứng trọn vẹn để mà nở ra một con gà được. Chứ nếu mà một con gà mái mà để không mà không có trống thì cũng không không sinh ra được một con gà đâu, quả trứng cũng không nở ra một con gà. Hoặc là những con trứng gà công nghiệp nó cũng
nó cũng không thể nào mà tự nở được, mà nó vẫn bắt buộc là vẫn phải có ấp này, rồi thì có phải có con gà ấp này, hoặc là bây giờ người ta dùng điện người ta ấp cũng được, nhưng mà chắc chắn quả trứng đó nó cũng sẽ phải có trống ấy, thì là nó mới nở được ra quả con gà. Dạ con chia sẻ như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con ạ. Dạ thưa, hồi nãy con có thấy cái phần chat của cô Hạnh Kiểm á thưa cô. Dạ cô ơi, cô có thể cầm mic trả lời câu hỏi này không thưa cô? Dạ cảm ơn Sitina. Dạ cô Hạnh Kiểm, hồi nãy con có thấy cô có phần chat trả lời á cô. Cô có thể cầm mic nói câu này. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con kính dâng mic cho cô ạ. Dạ con xin kính lễ thầy. Dạ cảm ơn đạo tràng. Cái câu này thì con có suy nghĩ lâu dữ lắm, lâu rồi, lúc đó con còn ngu chưa biết gì hết. Nhưng mà con nghe, tại vì lúc con bán quán cà phê con nghe mọi người bàn cái câu này dữ lắm luôn, rồi con mới suy nghĩ. Con suy nghĩ hoài luôn. Nhưng mà lần đó hình như con có trò chuyện với ai ở trên cái lớp học cũng có bị thầy gầy nè, để nói tào lao. Thì con chưa có hiểu vi diệu pháp sâu lắm, cũng tại vì mà học không mà cũng không có hiểu. Nhưng mà có suy nghĩ như vậy, con gà có trước hay có trứng có trước gì thì con cũng không biết, nhưng mà con biết chắc chắn cái trứng muốn có con gà thì phải có cái nhân con gà, nhưng mà con gà từ đâu có thì cũng chưa chắc, là cũng chưa biết, là tại vì trong con gà nó là chắc chắn là phải có cái trứng, nhưng mà trong trứng chưa chắc chắn là có con gà, tại vì cái trứng mà không có nhân con gà thì cái trứng không có nở ra con. Thành ra muốn có con gà thì cái trứng phải có cái nhân của con gà. Cái này không biết làm sao đúng, mà con suy nghĩ như vậy thôi. Còn cái việc mà con gà công nghiệp hay là ấp điện gì đó thì nó phải có cái nhân con gà trong đó, nó phải có cái nhân. Chứ nếu không có cái nhân con gà trong đó thì cái trứng thối luôn, nó đâu có nở đâu. Con thấy ở nhà có nuôi gà con biết. Lúc đó con suy nghĩ là trong bụng con gà phải có cái trứng, trong con gà trống phải có cái nhân, cái nhân của con gà trống, thì do cái sự hòa hợp hai con gà nó mới tạo ra cái trứng gà. Nó có cái con gà, nó mới có con gà con, thì cái gì cũng phải có cái nhân hết. Dạ con chỉ nói được có nhiêu thôi chứ con đâu có hiểu nhiều không mà nói được thầy. Dạ con xin trả mic lại cho đạo tràng. nói tới Tết cũng xong rồi. Nó cho quý vị suy nghĩ thêm từng lẽ từng sao trả lời. Bữa học ở đâu rồi. Rồi treo cái câu đi. Thì đứa học ở đâu rồi? Dục trưởng sao dục trưởng. Rồi, tiếp số 2 là cần trưởng.
cần trở. Viriya thì bất tí cần trở. Thì cái chữ viriya có nghĩa là tích cực, nỗ lực, hay là sự siêng năng, năng nổ, là viriya tích cực hay nỗ lực không? Thì viriya thì bất tí là sự tích cực, nỗ lực được nổi trội, lớn mạnh hơn. Thì tôi kêu là cần trưởng, tức là trưởng là nổi trội, là lớn mạnh, mà cái sự tích cực được nổi trội lên, được lớn mạnh hơn những cái pháp khác thì được gọi là cần trưởng, là viriya thì bất tí. Rồi, cần trưởng thì cho mình biết là có ba loại. Thứ nhất là bất thiện cần trưởng, tức là không phải là thiện pháp không, mà có cả bất thiện ha. Bất thiện cần trưởng tức là sự tích cực siêng năng thực hiện các ác pháp hay các tà pháp. Khi nào mình có cái sự mình năng nổ, sự tích cực mà để mà làm những cái việc xấu, việc ác đó, thì lúc đó chúng ta có bất thiện cần trưởng. Đó là cái sự trưởng, cái tâm, cái sự mà lớn mạnh của cái sự tích cực siêng năng nằm trong pháp bất thiện, thuộc về ác pháp. Chẳng hạn như mình tích cực, mình siêng năng để mà mình đi ăn trộm, đi ăn cướp, hoặc là làm những việc xấu ha, thì như vậy là bất thiện cần trưởng, tức là nói lên một cái sự năng nổ, sự nỗ lực để thực hiện các ác pháp được nổi trội. Thì như vậy mình có cái đó được gọi là bất thiện cần trưởng. Rồi, chi pháp của nó là chính là tâm sở cần. Tâm sở cần, quý vị biết nhớ tâm sở cần không? Tầm tứ thắng giải cần nghĩ dục ha, trong cái tâm sở biệt cảnh ha. Thì tâm sở cần nó câu hữu với tâm sở tham, hai cái cần câu hữu với tâm sở tham, rồi câu hữu với tâm sở sân, đồng sanh trong tâm tham hoặc tâm sân. Tức là nếu mà cần mà phối hợp với tâm sở tham, đồng sanh trong tâm tham á, thì là sự tích cực siêng năng để mà thực hiện những cái sự ham muốn của mình, cái sự mà muốn thỏa mãn những dục vọng của mình ha. Thì lúc đó cần câu hữu với tâm sở tham. Còn cần mà nó câu hữu với tâm sở sân á, nó phối hợp trong tâm sân á, thì nó là một sự tích cực năng nổ, là xung động để mà đồng sanh trong tâm sân, để mà làm những cái phận sự coi như là quý diệt với tượng, hay là sân hận, tức giận, tức tối, trả thù, trả quán, vân vân. Thì như vậy cần câu hữu với tâm sở sân, đồng sanh trong tâm sân. Còn cần câu hữu với tâm sở tham, đồng sanh trong tâm tham, là sự tích cực trong về sự tham muốn. Đó là chi pháp của bất thiện cần trưởng. Rồi cái thứ hai là bất, cái thứ hai là b, hay là thiện cần trưởng, là tới pháp thiện, tức là thiện sự mà tốt đẹp á, thiện cần trưởng, tức là sự tích cực nỗ lực thực hiện các pháp thượng nhân. Ở đây tôi cho anh biết là thực hiện các pháp thượng nhân, tức là những cái pháp mà của những bậc là cao nhân. Chẳng hạn như là tích cực nỗ lực để mà hành thiền, tích cực nỗ lực thực hiện các thiện pháp để mà tạo nên những cái ba la mật chẳng hạn. Thì như vậy được gọi là thiện cần trưởng, tức là sự tích cực nỗ lực được nổi trội lên đối với các pháp là thuộc về thượng nhân. Pháp tốt, pháp đẹp, pháp mà đem đến sự an vui tốt đẹp, thì như vậy là thiện cần trưởng. Thì chi pháp là tâm sở cần, cũng là tâm sở cần luôn. Nhưng mà khi mà tâm sở cần này mà nó câu hữu, nó đồng sanh trong các tâm thiện hữu nhân, những cái tâm thiện mà có hữu nhân, thì lúc đó nó là thiện cần trưởng. Tức là tâm sở cần nó phối hợp với những cái tâm thiện hữu nhân, tức là những tâm thiện có những cái nhân thiện, thì lúc đó được gọi là thiện cần trưởng. Rồi tới cái thứ ba là vô ký cần trưởng, tức là sự tích cực thực hiện các việc tốt đẹp, những việc lành, việc tốt đẹp, việc mà đem đến lợi ích cho tha nhân, cho chúng sanh, của những vị A-la-hán, tức là những vị A-la-hán để dìu dắt làm gương sáng cho các hậu học. Ví dụ như những vị A-la-hán, người ta năng nổ, người ta siêng năng tích cực, người ta đi truyền bá giáo pháp, làm những thiện sự công đức, ta giúp người này người kia, chữa bệnh cho những người đang bị ốm đau bệnh hoạn, chăm sóc người kia nọ, hoặc là đi giảng dạy những giáo pháp đem đến sự tốt đẹp cho chúng sanh.
Thì như vậy được gọi là vô ký cần đức. Thì cái vô ký này là được nói đến bậc A La Hán. Thì chi pháp ở đây cho chúng ta biết là tâm sở cần phối hợp trong tâm duy tác hữu nhân, tức là những cái tâm của nhân bậc A La Hán, đó là chi pháp tâm sở cần phối hợp trong tâm duy tác hữu nhân. Rồi, đó là có ba cái vấn đề như vậy ha. Một là bất thiện cần trưởng, hai là thiện cần trưởng, và ba là vô ký cần trưởng. Rồi, đó là cái cần trưởng cho chúng ta biết là sự nỗ lực tích cực được nổi trội lớn mạnh qua ba cái vấn đề. Rồi, về phần ghi chú, trong các tâm thuộc siêu thế, trong những cái tâm thuộc siêu thế đó, tức là đạo quả đó, tính tấn niệm định tuệ, tức là năm quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, thì được xếp vào năm quyền, phải có sự cân bằng mới có thể sát trừ phiền não. Do vậy cần trưởng không được tính trong tâm siêu thế. Đây đây chúng ta thấy cần trưởng không được xếp vào trong tâm siêu thế, bởi vì tâm siêu thế là không có cái sự nổi trội của một pháp nào khác. Ngay năm pháp này nó phải cân bằng nhau hết, tính tấn niệm tuệ là phải, nó không có nổi trội hơn cái kia làm mất năm quyền. Cho nên đây là cái vấn đề chúng ta cần để ý, là về cần trưởng là không được tính trong tâm siêu thế, mặc dù có tâm cần đầy đủ không thiết gì đó. Từ cái tấn này là phải quân bình, tính niệm định tuệ đi chung với nó, năm cái này là mình phải tu tập, phải làm diệt trừ, thì chỉ trong tâm siêu thế cũng là tâm, và tâm sơ cần. Thì như vậy cần trưởng cho chúng ta biết là những chi pháp trên trong vô ký có, nhưng trong tâm siêu thế thì mình không có tính vô, không có tính vô nó ha. Rồi. Đấy, số 3 tâm trưởng. Sự lớn mạnh nổi trội trên mạnh nổi trội vượt, nó là thuộc về tâm, là chích ta, chích ta thì bát tí là tâm trưởng, là chủ yếu nói lên những cái loại tâm làm cho nó là động lực. Là trong lộ trình tâm chúng ta thấy là có những cái sắc na tâm nó sanh khởi, rồi tới bảy cái sắc na động lực là nó là yếu, là những cái loại tâm đó nằm động lực đó, tức là bất thiện có nè, là thì là bất thiện có nè, thiện có nè, duy tác có nè, siêu thế có, thì đó những cái tâm mà làm cái công tác động lực như vậy đó thì được gọi là tâm trưởng. Thì bất thiện người ta cho mình biết là có 12 tâm bất thiện làm phận sự động lực, như mình tham hay là mình sân hay là mình si, thì bất thiện có đầy đủ 12. Thiện dục giới thì chúng ta có 8, mình không biết thiện giới thì có 8, 8 thiện dục giới tình hảo đó. Rồi duy tác dục giới cũng có 8, đạo cái duy tác dục giới có 8, nhiều quả không có tính nha, chỉ lấy thiện với là duy tác, bởi vì nó làm việc động lốc, động tốc, động lực ha, thiện và duy tác. Rồi tới thiện sắc giới, thì thiện sắc giới chúng ta có 5, 5 cái tâm thiện sắc giới, sơ thiện, sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, quyền thuộc về thiện sắc giới. Rồi duy tác sắc giới, thiện và duy tác này cũng làm việc động lực. Rồi thiện vô sắc giới có 4, duy tác vô sắc giới cũng có 4, tức là thiện cũng làm động lực, duy tác vô sắc giới cũng làm động lực. Rồi, rồi siêu thế. Siêu thế là có 8 hoặc là 40. Nếu tính 8 là 4 đạo 4 quả. 40 là tính ra thì tầng thiền ha, mình lấy 8 là 4 đạo 4 quả là siêu thế. Thì những loại tâm này làm phận sự động lực thì được xếp vô nhóm được gọi là tâm trưởng. Khi nó làm phận sự động lực thì tổng số nó có là 86 tâm tất cả. 12 bất thiện, 8 thiện dục giới,
8 di tác dục giới, 5 thiện sắc giới, 5 di tác sắc giới, 4 thiện vô sắc, 4 di tác vô sắc, và 8 là 4 đạo 4 quả, thì tổng số là 86 tâm. Làm sự là tâm trưởng, là sự nổi trội lớn bậc, nổi bật lên trên các pháp khác thuộc về tâm. Thì như vậy đó, chúng ta có cái những cái phần chi pháp thuộc về tâm trưởng. Quý vị có hiểu không vậy? Alo. Hiểu ha? Thông qua được ha? Cô Bích Ta nắm được, cô Bích Ta ơi. Rồi, ok, thông ha, ok. Rồi, đó là sau ta thông qua cái phần tâm trưởng, tức là những cái tâm làm phần sự động tốc, thì được gọi là tâm trưởng. Rồi, số 4 là thẩm trưởng. Thẩm trưởng cũng là tâm trưởng luôn, đó là làm lộ động tốc mà, tâm si, hoài nghi cũng là nằm trong lộ động tốc. Rồi, số 4, thẩm trưởng. Quý mang xa thi bát tí, quý mang xá là thẩm sát, thẩm sát ha, quý mang xá là thẩm sát, quý mang xa tiến trưởng, tức là đây người ta nói là cái trí tuệ vượt trội lớn mạnh hơn tất cả, tức là nhấn mạnh về cái vấn đề mà trí tuệ mà khi nó nổi bật, nó nổi trội hơn tất cả những pháp khác thì lúc này gọi là thẩm trưởng. Quý mang xa thi bát tí là không được tính trong các tâm siêu thế, vì trong lúc này các quyền phải cân nhau, không thể cái nào vượt trội cái nào, như nãy mình biết ha, đó là như vậy là trong tâm siêu thế, không tính trong tâm siêu thế ha, bởi vì này nó quân bình các pháp đó, thì không có nổi hơn cái nào mà hơn cái nào được, phải giữ cho nó cân bằng hết. Rồi trong các tâm quả hiệp thế cũng không tính, trong cái tâm quả cũng không tính nè, nó thuộc về quả thì ta không có tính, nó thuộc về thẩm trưởng nó không có tính vô đó. Đó, bởi vì nó thuộc hệ quả, nó không tính vô ha. Rồi, thẩm trưởng nè, được tính về thiện, về những cái tâm thiện là bốn tâm thiện hợp trí, bởi vì lấy trí tuệ làm trưởng ha, thì nó chỉ có mặt trong bốn tâm thiện hợp trí. Thì thẩm trưởng là thiện, nói về thiện thì lấy bốn tâm thiện hợp trí thì có trí tuệ làm trưởng lúc này. Lý trí thì không có ha, hợp trí lấy trí tuệ làm trưởng thì lúc này trí tuệ được lấy trong cái vấn đề bốn tâm thiện hợp trí. Rồi B là vô ký, là bốn tâm duy tác hợp trí, cũng về thiện luôn, cũng là thuộc cũng về dục giới luôn ha, bốn duy tác hợp trí. Lấy cái hợp trí, lý trí không lấy ha. Rồi, đặc biệt những tâm thiện hợp trí làm phận sự. Những tâm thiện hợp trí làm phận sự phản kháng đạo quả. Tức là khi mà một người đắc đạo quả xong á, người ta mới dùng cái trí tuệ để người ta quán xét lại cái đạo quả mình vừa đắc đạo đắc quả đó, để phản kháng lại, người ta soi xét lại, quay quán chiếu lại ha. Thì lúc đó những cái tâm thiện hợp trí nó làm phận sự là để mà quán sát là cái đạo quả mình vừa mới chứng đắc, thì lúc này là trí tuệ là được về từ xếp vô thẩm trưởng, lấy tâm hợp trí làm việc chứ không có lấy những cái tâm khác cũng được, đó là phản kháng đạo quả. Rồi trong lộ tâm đắc đạo chứng ngộ niết bàn, khi một người đắc đạo thì chứng ngộ niết bàn, thì đó là được xếp vô là những cái tâm là có cái thẩm trưởng. Chứ mà một người đắc đạo chứng ngộ niết bàn, thấy được chứng ngộ niết bàn, lúc đó là trí tuệ phá thủng màn vô minh ha. Thì đó trong tâm lộ đắc đạo chứng ngộ niết bàn, chi pháp là tâm sở tuệ quyền, đó là tâm sở tuệ quyền. Rồi đó là dục cần tâm thẩm là tứ trưởng. Rồi mình học thêm một cái nữa là về tứ thực chattaro ahara, tứ thực là bốn pháp về giống như là thực như mình ăn, thực ăn thì bốn pháp này cho mình biết là có một là đoàn thực kapalikara ahara là đoàn thực, kapalikara ahara là đoàn thực, xúc thực là phassa ahara
tư niệm thực mano sanh chê ta na a hà ra thức thực và win nha nó a hà ra thì như vậy có bốn thực đoàn thực xúc thực tư niệm thực và thức thực như vậy thực á, không phải là chỉ có đoàn thực không á và là nó gì là cái câu người Hoa mà hay nói là nhất thiết chúng sanh duy thực tồn à, tức là tất cả chúng sanh là phải có vật thực ăn mới tồn tại được à, nó chỉ là hiểu có một trong bốn này thôi thiếu ha. Mà là thực phải có tất cả bốn là đoàn thực xúc thực tư niệm thực và thức thực à, rồi từ từ chúng ta sẽ học vô cái vấn đề này mình sẽ biết như thế nào ha. Thì cái chữ ahara từ chữ a cộng ngữ căn h ahara là chất bổ dưỡng thức ăn. À, là cái ahara đó là ý nghĩa người nghĩa đen nó là chất bổ dưỡng thức ăn dưỡng tố rồi đó sinh tố dưỡng tố là những chất mà để mà nuôi dưỡng thì được gọi là ahara thì nó có hai nghĩa nghĩa đen là đồ ăn bổ dưỡng chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng sắc pháp à, là nghĩa đen là nghĩa mà nói về vật chất ha, là nói là chất bổ dưỡng chất dinh dưỡng thì trong đồ ăn mình có những chất này chất kia để mà nó nuôi dưỡng cho cái thân của mình được tồn tại lớn mạnh ha. Thì đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng là pháp chỉ nuôi dưỡng danh pháp, cái pháp mà để chỉ tới nuôi tới nói cái pháp mà để nó nuôi dưỡng cho cái danh pháp được tồn tại. Đó là nghĩa bóng, tức là nuôi cho tâm pháp đó, tâm và tâm sở đó. Thì đó là nuôi dưỡng cho danh pháp được tồn tại. À, thì được gọi là ahara hay có hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng ha. Rồi, đó là sơ lược cho chúng ta thấy cái chữ thực là nó có hai cái vấn đề. Một là nuôi dưỡng về vật chất, hai là nuôi dưỡng về tinh thần. Chứ nuôi dưỡng vật chất không chưa đủ ha, phải có cái nuôi dưỡng về tinh thần luôn. Thì như vậy, thực được biết là có bốn, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thì đoàn thực thuộc về vật chất, xúc thực, tư niệm thực và thức thực thuộc về danh pháp. À, đó là như vậy ha. Rồi mình học cái đầu tiên là đoàn thực kamalika ra ahara là đoàn thực là chất dinh dưỡng hay là ocha tức là chất dinh dưỡng trong vật thực quyện lại thành từng đoàn hỗ trợ nuôi dưỡng sắc pháp được tồn tại lớn mạnh thì được gọi là đoàn thực tức là trong cái vật thực nó có những chất dưỡng tố đó à, nó, trong mình ăn cơm hay là mình ăn canh ăn cá ăn thịt ăn gà ăn vân vân thì những cái vật thực đó nó có dinh dưỡng chất dưỡng tố à, nó hỗ trợ nó nuôi dưỡng cái sắc pháp mình à, để cho nó được à, tồn tại được tốt đẹp được lớn mạnh à, thì được gọi là đoàn thực à, thì chi pháp đó là sắc vật thực ngoại và những cái sắc vật thực ngoài để mà nó những cái đồ ăn thức uống mình ăn vào để nó nuôi dưỡng à, nếu không có những cái này thì mình cũng không thể sống được ha, không thể tồn tại được ha. Nếu mà nhịn ăn lâu quá, 7 ngày hay là người nào hay lắm là 10 ngày là cũng đi đời luôn ha. À, hồi xưa có những cái giáo phái hồi xưa chúng tôi cũng đã có theo tập của nó là nhịn ăn 7 ngày nữa, à, nhịn xong còn bộ xương ha, ốm nhách nó leo, mình thiếu cái đoạn thực này. À, nếu mà nhịn kéo dài lâu quá thì coi như là mình đi đoàn tụ luôn ha. Thiếu đoàn thực thì đi đoàn tụ ha. phải có cái gì phải có đầy đủ của nó mới được ha. À, đó là cái đoàn thực mà đoàn thực này thuộc về vật chất nha, thuộc về sắc pháp ha. Rồi cái thứ hai là xúc thực vatsa ahara xúc thực là sự xúc chạm sự tiếp giáp cảnh nội ngoại làm duyên cho thọ sanh. À, tức là xúc thực là cái vật thực xúc chạm vật thực được do sự xúc chạm để mà nó làm nuôi dưỡng cho cái những cái pháp khác được sanh trưởng lớn mạnh à, thuộc về danh pháp à, thí dụ như sự xúc chạm à, mắt mình tiếp xúc với cảnh sắc chẳng hạn thì cảnh sắc với mắt hai cái tiếp xúc với nhau à, do sự tiếp xúc đó nó làm duyên. À, hai cái này nó làm cái vật thực để nó nuôi dưỡng cho những cảm thọ sanh khởi à, cho cái sự mà xúc duyên cho thọ sanh thì như vậy xúc duyên cho thọ sanh được gọi là xúc thực. Ví dụ như bây giờ mình trong cái đời sống hàng ngày mình bây giờ mình thử mà mình không có nhìn cảnh này nhìn cảnh kia không có tiếp xúc cảnh ngoại này kia
thì mình giống như mình bị thiếu vậy ha, giống như bị đói đói về cảnh, cho nên mình mới có những cái vấn đề mà phải đi xem phim rồi đi ngắm cảnh, đi du lịch, đi dã ngoại, đi này cái ngắm để tiếp xúc những cái cảnh ngoại, cái sự tiếp giáp cảnh nội cảnh ngoại đó nó là vật thực, nó sụt lên nó làm duyên cho những cái cảm giác cảm thọ để được phát sanh tốt đẹp, được lớn mạnh. Thì như vậy xúc thực là một cái vật thực mà thuộc về phần tinh thần, không có thể thiếu được ha. Một người mà không có cái xúc thực, không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm, nghĩa là chết rồi chứ. Vui là cũng là vật thực đó, nó cũng là vật thực đó. Thì chi pháp của xúc thực này chính là tâm sở xúc. Tâm sở xúc, hai cái này nó xúc chạm với tâm xúc duyên thọ, tức là cái xúc này nó trở thành vật thực để nó nuôi dưỡng cho thọ phát sanh. Rồi, số 3 là tư niệm thực. Mano sanh che tana ahara. Mano, tư niệm thực. Mano là ý. Ở đây người ta cho mình biết là nó thuộc về tâm động lực, tức là chamana. Là mano là ý, là tư niệm thực. Sanh che tá na là có sự chú ý, tâm sở tư, tức là giờ mano động lực ý ha, che tá na là có tâm sở tư, ahara là thực, là ba ý nghĩa động lực tư và thực. Thì mano sanh che tá na tức là tâm sở tư, tâm sở tư trong các tâm động lực hiệp thế. Cái động lực thế là động lực là nào cái gì? Động lực như thế là bao nhiêu loại đây? Cái gì vậy? Động lực hiệp thế. Ghi ra coi. Động lực hiệp thế gồm gì? Mười hai bất thiện rồi, gì nữa? Tám thiện, chín thiện đó lại, là bao nhiêu rồi? Mới 29 à, thiếu. Cộng sinh tiếu nữa, xa thứ là những cái tâm làm việc động lực hiệp thế. Chính vì những cái tâm sở tư nó phối hợp trong các tâm động lực hiệp thế, nó mang lại chất bổ dưỡng cho dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Tức là tâm sở tư này nó phối hợp với tâm với cái động lực hiệp thế. Nếu mà trong cái những cái tâm thiện thuộc về dục giới thì nó là bổ chất bổ dưỡng cho dục hữu, hoặc tâm bất thiện thuộc về dục giới nó nuôi dưỡng cho dục hữu. Còn trong thiện thiện sắc giới thì là về sắc hữu, mà trong thiện vô sắc thì thuộc về vô sắc hữu. Thì như vậy tâm sở tư chính là cái nghiệp sanh che đó nè. Tâm sở tư chính là nghiệp, là vật thực, nó là nghiệp, nó là vật thực đồng sanh trong tâm động lực để mà tạo cái nghiệp đó, nó làm cái nghiệp đó, nó làm vật thực đó, nó cho đi tái sanh trong tam giới, cho đi tái sanh trong ba cái hữu. Thì như vậy tâm sở tư phối hợp với tâm động lực nó sẽ trở thành vật thực, là tư niệm thực, được gọi là tư niệm thực chính, đó là cái nghiệp, nó sẽ là vật thực cho nuôi dưỡng cho cái sự tái sanh trong tam giới, cho trong tam hữu. Thì như vậy được gọi là tư niệm thực. Quý vị hiểu hiểu chỗ này không vậy? Cái này hơi khó hiểu chút ha. Hiểu hiểu ý nè, không nào? Hiểu cái tư niệm thực nè. Tư niệm thực tức là tư niệm thực là cái nghiệp á, nó là nghiệp, nó sẽ là vật thực. Vật thực để nuôi dưỡng cho phát triển, làm cho cái quả tái sanh trong tam giới nó được xuất hiện. Thì như vậy được gọi là tư niệm thức. Hay nói về theo thẩm diễn duyên, đó là hành duyên cho thức tái sanh. Ví dụ như hành
Hành gồm có phi phúc hành, phúc hành, bất động hành. Thì hành phi phúc hành đó là duyên cho thức tái sanh thuộc về cảnh khổ. Hành mà phúc hành đó, thì tái sanh cõi vui, cõi dục giới, cõi sắc giới thiện. Bất động hành thì sanh cõi vô sắc giới. Như vậy hành duyên thức tái sanh thì hành này chính là tâm sở tư phối hợp với là những cái động lực để cho đi tái sanh, để tạo nên một cái quả đi tái sanh. Thì như vậy là được gọi là tư niệm thực, tức là chính là nghiệp, là chi pháp, là tâm sở tư phối hợp với những cái tâm mà thuộc về động lực ha. Tức là ở đây mình chỉ lấy được 12 tâm bất thiện, 8 thiện dục giới và 9 thiện đó đại, là 12, 20, 29 tâm tất cả ha. Bỏ cái ưng của quy tiếu ra, ưng của quy tiếu mặc dù nó cũng làm phận sự động lực, nhưng mà ưng của quy tiếu là tâm của bậc A-la-hán, là không thể xếp vô tư niệm thực được ha, nó không có tạo cho quả tái sanh. Thì vậy nếu mình nói về động lực thì nó có, nhưng mà nếu nói về tư niệm thực thì loại bỏ ra, trừ bỏ cái động lực thuộc về vi tiếu ra ha. Thì như vậy chi pháp là tâm sở tư nó phối hợp với 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện giới và 9 tâm đáo đại, để làm cái phận sự là vật thực để nuôi dưỡng cho cái sự tái sanh trong tương lai, được gọi là tư niệm thực. Rồi đúng rồi đó, trừ mấy cái trừ cái gì đắc ra không? Khó hiểu không? Có khó hiểu không quý vị? Được ha, không có gì ha. Rồi một cái cuối cùng là thức thực. Thức thực Vinyana Ahara, thức thực đó là chính là tâm quả tục sinh tạo ra các danh và sắc. Thức thực là tâm quả tục sinh, ví dụ như một người mà chết rồi tái sanh lại thì lúc đó cái tâm quả tục sinh này đó nó được gọi là thức thực, bởi vì nó sẽ là cái tâm mà nó sẽ là vật thực để nó tạo ra danh và sắc ngay trong lúc đó luôn. Thì như vậy được gọi là thức thực. Ví dụ như một người mà tục sinh, ví dụ mình tục sinh bằng tâm quả đại thiện thọ hỷ hợp trí chẳng hạn, ví dụ mình tục sinh bằng tâm quả đó, thì cái tâm quả đó vừa tục sinh tâm quả đó thì nó là vật thực để nó tạo ra danh, là tạo ra những cái tâm sở đồng sanh chung với nó. Thì như vậy gọi là nó là vật thực, là thức thực, và những cái sắc nghiệp đồng sanh chung với nó luôn. Thì như vậy thức lúc đó là thức tục sinh nó sẽ trở thành vật thực để nó tạo ra các tâm sở và sắc nghiệp đồng sanh chung với nó. Thì như vậy thức nó được gọi là thức thực, tức là những cái tâm quả tục sinh. Là thức duyên do danh sắc đó. Thức duyên sắc nó theo tập nhiệm duyên, thức do danh sắc. Thì như vậy thức ở đây là được gọi là thức thực. Thức là quả, là vật thực nuôi dưỡng và làm cho danh sắc được phát triển. Cái câu kế tiếp là chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Thức quả là vật thực, nó là đoàn thực, nó là vật thực để nuôi dưỡng và làm cho danh sắc được phát triển, được tiến triển ra, phát triển lên ha. Thì như vậy thức thực ở đây được gọi là nó là thức quả. Hiểu không quý vị? Chi pháp của nó chính là 19 tâm quả tục sinh. 19 tâm quả tục sinh là cái nào đâu quý vị, kể thử nghe coi. 19 tâm quả tục sinh. Đâu Pháp Nguồn Lào Cai lên nói 19 tâm quả tục sinh là gì coi. Còn nhớ bài không? Pháp Nguồn là cái rồi lên đây thử là đúng nha. Dạ thưa thầy, ở đây con lại không có cái bảng nêu nên con không nhớ, nhưng mà con nhớ là có những cái tâm quả như là tâm quả vô nhân này, rồi thì những cái tâm quả thiện, tâm quả đại thiện đó, với lại những cái tâm quả
tầm quả đáo đại để con làm đây cô nhung cô ấy bút lên cái số tâm đây, bởi vì là con không có cái bảng nail ạ, là chín là hai tâm quan sát thọ xả quả thiện quả bất thiện, tám đại quả, chín quả đáo đại. Dạ đúng rồi ạ, thưa thầy, hôm nay con có bảng nail, con ở ngoài này ạ. Dạ vâng, con xin phép được xuống mic ạ. Rồi, xa thú nhờ cô Kim Nhung nhắc tuồn. Năm 19, 19 tâm quả tự sinh ha. Là hai tâm quan sát thọ xả, một là quả thiện, hai là quả bất thiện, hai cái đó ha. Được chưa? Và tám tâm đại quả, tám tâm tâm thiện, tám tâm đại quả thiện á. Dục giới, tám tâm đại thiện giới đó. Là công tác tự sinh ha. Rồi chín tâm quả nó đại, tức là năm quả sắc giới và bốn quả vô sắc giới, tức là tổng cộng chúng ta có 19 tâm quả làm việc tục sinh. Rồi như vậy chi pháp là 19 tâm quả tục sinh, là nó là thức thực để nó nuôi dưỡng danh và sắc được tồn tại lớn mạnh. Như vậy đó là 19 tâm quả tục sinh. Rồi nắm được không? Rồi chỗ nào mình ghi chú trong thời tái tục nè, tức là trong cái thời mà tục sinh á, thì nó có mấy loại ha. Thứ nhất là cõi năm quẩn. Cõi năm quẩn tức là có năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Có năm quẩn thì thức thực làm duyên cho danh sắc. Năm quẩn ha, thì nó có đầy đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đúng không? Quý vị phân ra thấy ha, năm quẩn. Thì cái thức thực này đó là những cái tâm quả được sinh rồi đó, nó là thức, là vật thực để nó là nuôi dưỡng cho cái danh sắc được tồn tại lớn mạnh. Vì vậy đối với cõi năm quẩn thì thức thực duyên cho danh và sắc luôn. Rồi đối với cõi tứ danh quẩn, tức là không có sắc quẩn, tức là nó chỉ có thọ tưởng hành thức, tức là cõi vô sắc á, nó chỉ có tứ danh quẩn thôi. À, thì lúc đó thức thực nó làm duyên cho danh. À, tức là thức thực sẽ nuôi dưỡng bằng cái danh thôi, không có sắc, bởi cái này không có sắc. Rồi cõi nhất quẩn thì thức thực nó duyên cho sắc chứ nó không có danh. À, đây là cõi nhất quẩn, là cõi vô tưởng á, là nó chỉ có sắc nó không có danh. À, cho nên cái thức thực á, lúc này là cái nó chỉ làm duyên nên nó nuôi cho cái sắc quẩn được tồn tại lớn mạnh ha. Tức là những cái nghiệp của cái cận tử cuối trước và những cái nghiệp đi theo á. À, thì những cái đó là cái được gọi là thức thực, nó duyên cho cái sắc và nuôi dưỡng cho cái sắc pháp được tồn tại lớn mạnh. Vì vậy trong cái thời tái tục của cõi năm quẩn, cõi tứ quẩn và cõi nhất quẩn, còn chúng ta một biết là cái thức thực nó là như vậy. Đúng rồi, thì là mạng quyền là đúng rồi. À, nó mạng quyền là nó ngay lúc đó thôi, nhưng mà nếu mình nói theo mà thập nhiễm duyên á, thì ta vẫn gọi là thức thực, bởi vì nó là do nhờ những cái nghiệp thức trong cái đời trước nó nuôi dưỡng cho cái sắc đó. Còn cái sắc mạng quyền là nó nuôi dưỡng sắc pháp đó thôi. Còn do nhờ những cái thức của nghiệp trước, nghiệp của cái kiếp cái trước nó đi theo để nó nuôi dưỡng, thì lúc đó được gọi là thức thực. Rồi tổng kết ha, tứ thực có bốn, chia làm hai loại: sắc thực là sắc vật thực, đoàn thực nuôi dưỡng sắc pháp thuộc về vật chất, thì được gọi là sắc thực. Còn danh thực thì có ba là xúc thực, tư niệm thực và thức thực, nuôi dưỡng và làm phát triển danh pháp. Thì như vậy tổng kết chúng ta có được hai loại. Thì như vậy vừa có vật thực thuộc về vật chất mà vừa có luôn cả vật thực thuộc về tinh thần, chứ không có nghĩa là nhất thiết chúng sanh duy thực tồn là chỉ có vật chất không, mà phải có luôn cả danh pháp luôn, nếu không có thì cũng không thể tồn tại được. Đó là cái bài pháp về tứ thực cho chúng ta biết một cách rõ ràng ha. Bài này chúng quý vị còn cần phải coi đi coi lại để mình nắm được cái ý như thế nào ha, một cách ràng hơn. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần tổng hợp các pháp, tất cả những cái pháp tổng hợp thiện bất thiện chung nha, tùm lum tà la. Đó là như vậy. Rồi hôm nay là chúng ta chấm dứt được cái phần tổng hợp các pháp, tuần sau chúng ta sẽ học các phần mới ha. Rồi do phước đức báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta được tâm pháp sống lâu, sức đẹp, ăn vui, sức mạnh và sớm trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhà cả thể.
mô tha giá nam mô tam ma giá nam mô sang tha giá rồi nam mít lệ cho MC. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy vi bài vi diệu pháp ngày hôm nay. Con kính chúc thầy luôn được an vui. Con kính mời đạo tràng cùng con sám hối sau khi nghe pháp. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh sư Phước Sang chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để tròn đủ phước báo ạ. Dạ thưa chắc không có sư trong lưng, con xin được hồi hướng ạ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đăng nô nhà tì năng hồ tu sư ký tà hồn tu nhà tà yô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đăng quá tâm mê, hồn nhân ác xa quá thách giả quá hằng hồ hù tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ nằm nơi tâm. Y đăng mê hồn nhân ni bàn nát sắp bát cho yô. Với sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Buổi học đã kết thúc. Chúng con thành kính tri ân chư tôn đức. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành như ý nguyện. Chúng con thành kính tri ân thầy kinh và chúng con thành kính tri ân đạo tràng. Kính chúc tất cả được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ có tâm ác. Con kính mời đạo hữu trở lại sinh hoạt với thầy kinh vào mỗi thứ sáu hàng tuần từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Con kính chào tạm biệt. Xa thứ, xa thứ, xa thứ.